Ở thành phố Hồ Chí Minh, không thiếu những dự án bất động sản mở bán rầm rộ cách đây vài năm về trước. Nhiều khách hàng tin tưởng vào chủ đầu tư mua sản phẩm với mong ước có nhà để ở. Song sau nhiều năm, dự án không thể triển khai hoặc thi công một phần rồi ngưng khiến khách hàng tiền mất tật mang. Đơn cử là câu chuyện của tập thể khách hàng mua nhà ở tại dự án West Intala ở quận 8. Dự án này đã mở bán ra thị trường từ những năm 2017-2018, nhưng sau đó lại rơi vào tình trạng đắp chiếu suốt nhiều năm liền, khiến nhiều khách hàng mua dự án này mất ăn, mất ngủ. Đến thời điểm hiện tại, tiến độ dự án West Intala ra sao? Đã hoàn thành hay vẫn ngưng thi công? Đây cũng là một thắc mắc được rất nhiều khách hàng của dự án này cũng như khán giả của Cà Phê Lên quan tâm. Trong video review dự án hôm nay, quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi dạo một vòng quanh dự án West Intala để tìm hiểu nhé! Theo tìm hiểu, dự án West Intala tọa lạc tại mặt tiền đường An Dương Vương thuộc phường 16, quận 8. Đây là dự án do LDG Group triển khai. West Intala được xây dựng trên khu đất gần 3 hecta, quy mô gồm một block cao 21 tầng. Khi hoàn thành, sẽ cung ứng cho thị trường 238 căn hộ, có diện tích từ 64m2 đến 85m2. Các tiện ích đi kèm dự án này như hồ bơi, nhà trẻ, khu vui chơi cộng đồng, vườn nướng BBQ. Nhìn chung, các tiện ích này không có gì nổi trội vì đều là những tiện ích cơ bản mà hầu như các dự án khác tại thành phố Hồ Chí Minh sẵn có. Đến thời điểm hiện tại, sau nhiều năm mở bán, tiến độ thực tế của dự án West Intala tới đâu là câu hỏi đang được rất nhiều người đặt ra. Do vậy, vào tháng 1, chúng tôi đã tới tận dự án này để ghi nhận tiến độ thực tế và bật mí đến quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Theo ghi nhận của chúng tôi, thì dự án West Intala vẫn không khác mấy so với thời điểm ngưng thi công vài năm trước. Hiện toàn bộ lô đất của dự án đều được quay tôn kính xung quanh. Những tấm pano trên hàng rào tôn này đã bạc màu, không còn nhìn rõ dự án được nữa. Tại vị trí trước cổng của dự án, người dân đang tận dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán tạm bợ. Thưa quý vị, theo ghi nhận của tôi thì hiện dự án này đang trong tình trạng cửa đóng then cài. Tại công trình của dự án thì những tấm pano đang dần bạc màu và rách nát. Bên trong dự án thì không khí vô cùng hiu quạnh vì không có bất kỳ hoạt động thi công nào. Hiện thì về tiến độ, dự án này đã thi công lên sàn tầng trệt và đã ngưng thi công trong nhiều năm nay. Theo đó, với việc ngưng thi công và chịu cảnh dầm mưa dãi nắng trong nhiều năm nên các trụ bê tông cốt thép đã hoen gỉ. Còn những chỗ chưa được đổ bê tông thì cây dại mọc tùm. Tại một số vị trí, nước mưa đọng lại biến dự án này thành những ao nước nhỏ. Với thực trạng trên thì ít nhiều cũng khiến chất lượng công trình dần xuống cấp. Nhìn chung, đến thời điểm hiện tại, việc dự án đứng hình khiến nhiều người đặt ra nghi vấn pháp lý, dự án này vẫn chưa thể hoàn thành nên không thể tiếp tục thi công. Nằm cách dự án West Intala khoảng 1,5 km còn có một dự án khác do LDG Group triển khai, đó là dự án 2 Intala. Thực trạng của dự án 2 Intala cũng giống như West Intala là đã thi công xong phần hầm rồi ngưng thi công trong nhiều năm nay. Về nguyên nhân hai dự án trên đứng hình thì theo báo VN Express có bài đăng vào tháng 12/2023 chia sẻ, hai dự án này đều đã ngưng thi công vài năm và được chủ đầu tư đưa ra lý do gặp vấn đề trong việc tính tiền sử dụng đất. Đến hết 30 tháng 9, LDG ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án 2 Intala khoảng 168 tỷ và dự án West Intala 88,5 tỷ đồng. Tại phiên họp thường niên 2022, lãnh đạo LDG thông tin còn khoảng 500 sản phẩm chưa bán tại hai dự án căn hộ này. Trong thời gian tới, liệu hai dự án West Intala và 2 Intala có thể hồi sinh? Đây là câu hỏi mà rất nhiều người đặt ra cho hai dự án này. Theo tìm hiểu, thì với việc dự án West Intala đang ngừng thi công nên những thông tin rao bán mới về dự án này xuất hiện rất ít trên các phương tiện truyền thông. Hiện theo một số trang rao vặt thì dự án trên đang có giá bán tham khảo khoảng 27 triệu trên mét vuông. Có thể do dự án này chưa thể tiếp tục triển khai nên mới còn có giá bán thấp như thế này. Bạn nghĩ sao về giá bán này? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Qua ghi nhận thực tế cho thấy, trong bán kính 400m tính từ dự án West Intala, có các dự án khác đã đưa vào sử dụng như Good House Apartment, chung cư Lê Thành, chung cư An Dương Vương, nên các căn hộ hướng về dự án này sẽ bị che chắn một phần tầm nhìn. Còn các hướng khác sẽ có tầm view rộng và thông thoáng vì các hướng này hiện chỉ là các căn hộ thấp tầng. Theo ghi nhận thì hiện trục đường An Dương Vương nơi dự án đang tọa lạc còn nhỏ hẹp. Hai chiếc xe lớn đi ngang qua là có thể chiếm gần hết lòng đầy đường. Nhưng bù lại dự án này nằm cách đại lộ Võ Văn Kiệt khoảng 1 km. Nhờ vậy, cư dân của dự án dễ dàng di chuyển tới những quận trung tâm và các khu vực lân cận
nhờ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ thông qua nhiều tuyến đường huyết mạch như Võ Văn Kiệt, Kinh Dương Vương, Quốc lộ 1A. Theo đó, từ dự án cách Ủy ban Nhân dân quận 8 khoảng 8 km, cách trung tâm quận nhất khoảng 12 km. Bên cạnh đó, trong bán kính 4 km, cư dân có thể tiếp cận các tiện ích ngoại khu như bến xe miền Tây, Aeon Mall Bình Tân, bệnh viện, siêu thị, chợ, trường học các cấp. Bạn thấy các tiện ích ngoại khu và hạ tầng kết nối của dự án West Interla như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Theo tìm hiểu, thì LDG Group được thành lập vào năm 2010 và có trụ sở tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Được biết, LDG Group đang triển khai rất nhiều dự án bất động sản lớn như dự án khu đô thị The Viva City tại Đồng Nai, dự án chung cư Marina Tower tại Bình Dương, dự án Sài Gòn Interla, High Interla và West Interla tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, LDG Group từng bị khách hàng mua dự án High Interla và Sài Gòn Interla tố dự án thi công ì ạch và chậm trễ trong việc ký hợp đồng mua bán căn hộ. Nhiều khách hàng buộc phải thanh lý hợp đồng rút tiền sau một thời gian đầu tư vào các dự án trên. Đặc biệt, ngày 30 tháng 11, 2023, ông Nguyễn Khánh Hưng, lúc đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, bị Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa dối khách hàng. Động thái này được Công an Đồng Nai đưa ra sau khi điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, có tên thương mại là Viva Park, tọa lạc tại huyện Trảng Bom. Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Khánh Hưng bị bắt, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG cho biết vụ việc này chỉ liên quan đến dự án khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai và không ảnh hưởng đến các dự án khác do LDG đầu tư phát triển. Với những thông tin trên, thì bạn đánh giá như thế nào về LDG Group? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết nhé! Theo bạn, với tình hình như hiện tại, thì nếu hai dự án West Interla và High Interla tái khởi động, thì các dự án này có còn là lựa chọn tốt để an cư và đầu tư hay không? Hãy bày tỏ ý kiến của bạn ở bên dưới video nhé! Nếu bạn đang quan tâm một dự án nào khác, đừng ngần ngại đề xuất tên dự án ở phần comment. Chúng tôi sẽ khảo sát và thực hiện review dự án đó trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, nếu thấy thông tin video bổ ích, hãy like, share và đừng quên nhấn subscribe kênh để Cà Phê Lên TV có thêm động lực sản xuất nhiều video hay và hấp dẫn về thị trường bất động sản nhé.